Khi tham gia một sự kiện về lập trình máy tính, cựu Tổng thống Mỹ, ngài Barack Obama đã có một câu nói nổi tiếng với học sinh và sinh viên của Mỹ. Don't just play on your phone, program it. Hãy đừng chỉ có chơi mà hãy học lập trình đi. Ở trên màn hình là quang cảnh ngài Tổng thống Barack Obama đang học lập trình với học sinh và sinh viên của Mỹ. Quang cảnh này đằng sau lưng đó là các trợ lý của ngài Tổng thống. Tổng thống đã khuyên học sinh, sinh viên Mỹ rằng hãy đừng chỉ có chơi mà hãy học lập trình đi. Và các bạn thấy ở bên tay phải đó là lời nhận định của ngài Tổng thống. Máy tính sẽ là một phần lớn trong cái tương lai của chúng ta. Và tương lai đó thuộc về các bạn, của các bạn trẻ, của các học sinh, sinh viên Mỹ và mở rộng là của thế giới. Và thế giới đó các bạn hãy kiến tạo đi. Chủ đề của video số 3 lần này là câu lệnh ghép. Câu lệnh ghép được kết hợp với các câu lệnh, lệnh điều kiện if then, if then else, lệnh lập for to do, lệnh lập why do. Trong đó, lệnh điều kiện if then else đã được Master Đăng Dương trình bày ở video số 2A. Các bạn có thể mở để xem lại. Còn lệnh lập for to do, lệnh lập why do sẽ được Master Đăng Dương trình bày ở trong các video tiếp theo. Các bạn nhớ subscribe kênh, nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video tiếp theo trong loạt video giỏi tuyển chuyên với ngôn ngữ lập trình Pascal của Master Đăng Dương Channel. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Master Đăng Dương Channel. Trong lập trình Pascal, khi bạn muốn chương trình thực hiện một nhóm nhiều lệnh, tức là từ 2 lệnh trở lên, thì bạn phải đặt nhóm lệnh đó giữa hai từ khóa là begin, end chấm phẩy. Các bạn lưu ý đằng sau end là có chấm phẩy. Ở trên màn hình đó là cái hình ảnh của cái vấn đề này. Một nhóm lệnh từ câu lệnh 1 đến câu lệnh N là một nhóm lệnh. Các bạn đặt ở dưới từ khóa begin và trên từ khóa end chấm phẩy. Đây hình thành nên một câu lệnh ghép. Câu lệnh ghép này sẽ được dùng trong các câu lệnh đi chung với các câu lệnh như là if then else, for to do hoặc là why do. Trước tiên các bạn ôn tập lại cái câu lệnh điều kiện dạng thiếu và đủ. Chúng ta đã thực hiện và thực hành nhiều bài tập về cái câu lệnh dạng if thiếu và đủ rồi. Ở các video trước các bạn có thể mở để xem lại. Tuy nhiên hôm nay, Master Đăng Dương sẽ đề cập đến cái sự kết hợp giữa câu lệnh điều kiện với câu lệnh ghép. Bên tay trái là câu lệnh điều kiện các bạn được đề cập, đã được biết đến trong các video trước. Còn bên phải đó là xuất hiện cái câu lệnh ghép đi kèm với câu lệnh if. Nghĩa là các bạn thấy dưới chữ đen chúng ta sẽ xuất hiện thêm một cái từ khóa là cái begin. Và dưới câu lệnh sẽ xuất hiện thêm một từ khóa là end. Hai từ khóa này để giới hạn một cái nhóm lệnh là từ câu lệnh 1 đến câu lệnh thứ N. Và từ begin đến end chấm phẩy đó là một câu lệnh ghép. Nghĩa là nó ghép những câu lệnh 1 đến N với nhau. Các bạn lưu ý đằng sau end là có chấm phẩy. Như vậy sự khác biệt giữa lệnh if hôm nay và cái lệnh if ở trong video trước chính là có thêm begin end. Và giữa hai cái từ khóa này là có nhiều lệnh ở bên trong. Với câu lệnh điều kiện dạng đầy đủ thì cũng xuất hiện thêm cái từ khóa begin end để tạo nên câu lệnh như bên tay trái. Các bạn thấy nghĩa là dưới chữ đen chúng ta có từ khóa là begin, trên câu lệnh 1 và trên chữ else là các bạn có từ khóa end, dưới từ khóa else là các bạn có từ khóa begin xuất hiện mới. Dưới câu lệnh 2 là các bạn sẽ có end chấm phẩy. Trong cái tình huống này các bạn thấy là end này là hai từ khóa begin end xuất hiện để chúng ta tạo nên những câu lệnh ghép. Đây, câu lệnh ghép mà Master Đăng Dương tô màu xanh đó là câu lệnh ghép phía trên. Còn begin end ở phía dưới này là để giới hạn những câu lệnh màu nâu đỏ ở phía dưới, tức là những câu lệnh phía dưới này. Các bạn ha. Rồi. Thì trong tình huống này các bạn thấy câu lệnh ghép
màu xanh hoặc là màu nâu đỏ đều đặt trong hai từ khóa begin end chấm phẩy. Tuy nhiên, cái từ khóa end này các bạn, vì nằm trên của chữ else, từ khóa else, nên ta không được có dấu chấm phẩy ở vị trí này các bạn ha. Nhắc lại là các bạn muốn ghép cái câu lệnh đó, các bạn phải đặt trong hai từ khóa là begin end chấm phẩy. Tuy nhiên, ở trong tình huống này thì cái từ khóa end của cái câu lệnh ghép này nằm trên chữ else nên không được có chấm phẩy. Như vậy ở trên màn hình chính là câu lệnh if đầy đủ kết hợp với cái câu lệnh ghép như trên màn hình. Thì với cái khi các bạn mà thêm cái câu lệnh ghép vào á, thì khi đó chúng ta hiểu như sau: khi điều kiện mà cho kết quả là đúng thì Pascal sẽ thực hiện tất cả những câu lệnh từ câu lệnh 11 đến câu lệnh 1n, tức là những câu lệnh màu xanh nằm trong từ khóa begin end. Còn nếu điều kiện mà sai thì Pascal sẽ thực hiện các câu lệnh từ câu lệnh 2.1 đến câu lệnh 2.n ở phía dưới, tức là làm một trong hai. Một tức là đúng điều kiện thì làm nhóm lệnh màu xanh, còn sai điều kiện thì làm các nhóm lệnh ở phía dưới màu nâu đỏ. Các bạn ha, lưu ý ở trường hợp này, nhắc lại là chúng ta thấy là đằng sau cái từ khóa end này nè là chúng ta không được có dấu chấm phẩy bởi vì nằm trên cái từ khóa else. Đây là cái yêu cầu của ngôn ngữ lập trình Pascal. Không để các fan hâm mộ của Mắt Đăng Dương Channel đợi lâu, các bạn đến đề tài số 1. Đề tài số 1 có nội dung nhập vào số chai trà C2 là N, giá tiền một chai là A. Sau đó tính thành tiền bằng N nhân A, tức là lấy số chai nhân với giá tiền một chai. Cuối cùng thực hiện yêu cầu nếu thành tiền từ 100.000 trở lên thì in ra câu miễn phí vận chuyển, in ra tổng số tiền phải trả là thành tiền. Ngược lại thì phí vận chuyển là 10% của thành tiền, in ra phí vận chuyển, lấy hai số thập phân, tính số tổng số tiền phải trả là bằng thành tiền cộng phí vận chuyển, và cuối cùng in ra tổng số tiền phải trả lấy hai số thập phân. Thì như các cái bài trước, trong các video trước mà Mã Tăng Dương hướng dẫn các bạn, chúng ta đọc cái đề về lập trình toán tinh, các bạn phải trả lời 3 câu hỏi quan trọng, đó là bài này gồm có bao nhiêu đại lượng, bài này có bao nhiêu lời giải và bài này có bao nhiêu đáp số. Với đề tài số 1 này chúng ta có 6 đại lượng như sau. Đầu tiên là N là số chai trà, thứ hai đó là giá tiền một chai là A, thành tiền là 3, câu miễn phí chuyên chở là 4, phí vận chuyển là 5 và tổng số tiền là 6. Trong 6 cái đại lượng này chúng ta có đại lượng là miễn phí vận chuyển, thì đại lượng này là đại lượng chúng ta sẽ thực hiện khi in ra đáp số. Như vậy 6 đại lượng này chúng ta trừ cái đại lượng miễn phí vận chuyển ra, chúng ta còn 5 đại lượng. Thì ứng với 5 đại lượng này chúng ta sẽ có 5 biến trong chương trình. Các bạn quan sát Mắt Đăng Dương thực hiện ở trên màn hình. Chúng ta khai báo như sau. Đề tài 1 chấm phẩy, các bạn ghi các biến là N là số chai, A là giá tiền một chai và thành tiền đó là cái đại lượng thứ 3. Thì 3 đại lượng này chúng ta khai báo là kiểu login. Tiếp theo chúng ta có 2 cái đại lượng, đó là phí vận chuyển và tổng tiền phải trả. Thì 2 đại lượng này, tức là 2 biến này á, các bạn sẽ khai báo là kiểu số thập phân là real, bởi vì trong cái bài chúng ta có tính phần trăm. Tiếp theo chúng ta đến phần thân chương trình. Trước khi đến phần thân chương trình, các bạn phải tìm hiểu xem bài này có bao nhiêu lời giải, bao nhiêu đáp số. Bài này chúng ta, trước khi đến phần lời giải, chúng ta phân tích đề. Khi chúng ta tính thành tiền xong thì chúng ta có một cái yêu cầu, nếu thành tiền từ 100.000 trở lên thì in ra câu miễn phí và in tổng tiền phải trả. Nghĩa là chúng ta có 2 việc. Còn nếu ngược lại, chúng ta có 4 việc là tính phí vận chuyển, in ra phí vận chuyển, tính tổng tiền và in tổng tiền. Như vậy chúng ta có như sau các bạn. Nếu thành tiền từ 100.000 trở lên, chúng ta làm 2 việc, 1.1, 1.2, màu xanh. Còn ngược lại, nghĩa là thành tiền nó không có từ 100.000 trở lên, nghĩa là nó nhỏ hơn 100.000, thì chúng ta sẽ làm 4 việc, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, tức là những công việc mà được đánh số cái màu nâu đỏ các bạn ha. Như vậy các bạn sẽ áp dụng cái câu lệnh ghép trong cái tình huống này với câu lệnh if. Rồi. Tiếp theo, về mặt lời giải thì các bạn phải tính thành tiền ra, đây là một lời giải. Tiếp theo,
Lời giải thứ hai là các bạn sẽ đặt câu lệnh điều kiện để các bạn sẽ xét cho hai tình huống ở trong cái yêu cầu này. Tình huống 1 là thành tiền từ 100.000 trở lên và tình huống ngược lại. Như vậy chúng ta có hai cái tình huống lớn. Rồi, một lát trong bài giải, Minh Anh Dương sẽ thực hiện các cái ý đó. Và đáp số bài này chúng ta có hai nhóm đáp số các bạn, hai nhóm đáp số. Nhóm thứ nhất là ứng với cái trường hợp nếu thành tiền từ 100.000 lên chúng ta phải có hai đáp số này, là một nhóm đáp số. Nhóm thứ hai các bạn nha là ở chỗ này. Như vậy về mặt đáp số chúng ta chỉ có một thôi, tức là một trong hai cái nhóm đáp số này. Rồi các bạn quan sát, Minh Anh Dương thì ở trên Pascal. Đầu tiên các bạn dùng lệnh write và read line để các bạn sẽ nhập vào cái số chai và số tiền một chai, là nhập số chai trà C2. Các bạn dùng lệnh cặp lệnh là write read line là N. Các bạn sao chép xuống cho nhanh. Các bạn sửa lại là nhập số tiền một chai. Và các bạn sửa ở đây là read line là A. Sau đó các bạn thực hiện lời giải đầu tiên, đó là thành tiền thì bằng hai chấm bằng là N, các bạn nhân với A chấm phẩy. Tiếp theo các bạn đến phần xử lý cái điều kiện mà đề nói. Vậy các bạn dùng là ít như ở trong video 2A. Thành tiền các bạn sẽ dùng cái phép so sánh là lớn hơn hoặc bằng 100.000 đen. Bởi vì ở đây các bạn thấy, ở đây chúng ta có một cái điều kiện là thành tiền từ 100.000 trở lên. Từ 100.000 trở lên là lớn hơn bằng 100.000 các bạn ha. Các bạn sẽ dùng cái phép so sánh nằm ở vị trí này. Đây, từ 100.000 là các bạn ghi là lớn hơn bằng 100.000. Đây. Tiếp theo, ở đây chúng ta chắc chắn là chúng ta dùng câu lệnh if đầy đủ vì có chữ ngược lại. Như vậy chúng ta gõ luôn chữ L. Các bạn ghi quan sát màn hình ha, gõ chữ L luôn. Tiếp theo ở đây chúng ta áp dụng cái lệnh get, nghĩa là các bạn sẽ đặt ở đây là chữ begin và chữ end chấm phẩy. Tuy nhiên ở đây end nằm trên L nên bỏ chấm phẩy các bạn ha. Chỗ này chúng ta không được phép chấm phẩy, bạn sẽ bỏ đi, không được phép làm. Rồi ha, xóa đi. Tiếp theo ở đây các bạn sẽ ghi như nào? Là theo đề bài là gì? Lệnh 1.1 đây các bạn, chỗ này chúng ta sẽ thực hiện viết cái câu lệnh 1.1 ở đây. Và 1.2 ở vị trí này. Như vậy chúng ta có hai lệnh đúng không? Nên chúng ta phải đặt trong từ khóa begin end. Rồi. Ở đây đầu tiên chúng ta làm gì các bạn, là write line, tức là in ra. Ở đây chúng ta in hai dòng vì chúng ta dùng lệnh write line. Tiếp theo mình ghi là câu là gì, là miễn phí vận chuyển. Đó là một câu, là một cái ý bạn ha. Tiếp theo là write ra, là các bạn ghi là tổng tiền phải trả, là các bạn ghi là thành tiền. Đó. Như vậy các bạn đã làm xong kỹ đầu tiên. Để Minh Anh Dương dồn lại bên trái để các bạn dễ nhìn. Đó, như vậy là chúng ta có hai ý là miễn phí vận chuyển và tổng tiền phải trả là đã làm xong. Tức là nhóm lệnh 1, 1, 1, 2 là thuộc cái lệnh ghép phía trên. Tiếp theo ở lệnh ghép phía dưới, chúng ta dưới chữ ngược lại, dưới chữ L, chúng ta lại có 4 cái lệnh. Như vậy chúng ta phải ghép lại bằng cái từ khóa là begin end, nhưng kỳ này là chúng ta là end chấm phẩy vì đây là hết bài rồi nên chúng ta phải end chấm phẩy các bạn ha, theo đúng lý thuyết. Tiếp theo ở đây chúng ta sẽ thực hiện 4 lệnh. Đầu tiên các bạn thấy là chúng ta sẽ, chỗ này chúng ta sẽ có 4 cái ý, 4 ý ứng với 4 lệnh. Các bạn quan sát đây, ý thứ nhất là chúng ta có là vị trí này là 2.1 in ra, các bạn tính ra phần phí vận chuyển. Tiếp tục các bạn sẽ có cái ý thứ hai là in ra phí vận chuyển. Rồi các bạn sẽ có ý thứ ba là tính tổng số tiền phải trả. Và ý cuối cùng là các bạn sẽ in ra cái tổng đó. Như vậy có 4 lệnh chúng ta phải đặt trong cái hai từ khóa begin end chấm phẩy. Tiếp theo, và ở đây chúng ta làm như sau các bạn. Đầu tiên bạn tính phí vận chuyển. Vậy chúng ta có biến phí ở trên cao. Đây biến phí các bạn ha, trên cao là biến phí. Chúng ta tính ra. Rồi, biến phí bằng gì các bạn? Phí 2 chấm bằng là bạn ở đây là 10% thành tiền. Vậy các bạn kêu đó là thành tiền. Các bạn nhân với 10, các bạn chia cho 100, đó tức là 10%. Còn nếu các bạn muốn làm gọn, các bạn ghi như sau là nhân với 0.1, bởi vì 10% là 0.1 chấm phẩy. Như vậy các bạn đã làm xong ý 2.1. Tiếp theo là các bạn sẽ in ra, vậy cũng là lệnh write line.
các bạn write lại, bởi vì lát chút xíu cũng còn một lệnh nữa, nhưng mà tôi đừng write lại đây các bạn ha. Các bạn ghi là phí vận chuyển, vận chuyển là nháy phẩy, là các bạn ghi phí. Và ở đây phí chúng ta là kiểu số tập phân, chúng ta đã tính theo tập phân, như vậy chúng ta sẽ phải định dạng ở đây theo như đề yêu cầu là chúng ta lấy hai số tập phân các bạn ha, hai số tập phân, vậy chúng ta ghi là 2.0 2.2. các bạn lưu ý 2.0 đó không phải phép là phép chia mà là phép định dạng các bạn ha. Đây chúng ta có để định dạng hai số tập phân, các bạn sẽ thực hiện đây chỗ này các bạn trên cái đề bài, và chúng ta sẽ phải sử dụng cái định dạng là 2.0 2.2. tiếp theo các bạn làm ý 2.3 ở trên màn hình là các bạn sẽ tính tổng tiền phải trả. Vậy các bạn đã có biến đây, biến tổng tiền chúng ta sẽ sử dụng ở phía dưới này. Vậy tổng tiền chúng ta như sau, tổng tiền sẽ bằng gì? Bằng là thành tiền các bạn sẽ cộng với phí. Như vậy các bạn đã làm xong cái ý 2.3. tiếp tục chúng ta còn một ý nữa, chính là cái ý là in ra cái tổng tiền phải trả. Các bạn xin lệnh write line, các bạn ghi là tổng tiền phải trả là nháy phẩy. Bây giờ các bạn dùng biến tổng tiền các bạn ha, phải tổng tiền, và tổng tiền là do cộng các số tập phân lại, các bạn sẽ định dạng 2.0 2.2 theo yêu cầu của đề bài ở trên màn hình. Đây các bạn thấy ở đây chúng ta có là tổng tiền, các bạn sẽ lấy hai số tập phân đó, thì chúng ta sẽ định dạng ở chỗ này trong lệnh write line các bạn ha, định dạng lại là hai số tập phân. Rồi như vậy chúng ta đã lập trình xong, các bạn lưu lại bằng cách là nhấn phím F2. Trước đó các bạn phải có lệnh read line để các bạn dừng xem kết quả của chương trình. Rồi các bạn nhấn F2 và đặt tên bài ở phía trên cao các bạn ha. Rồi chúng ta đặt tên là F2, các bạn ghi là đề tài 1 các bạn ha, đề tài 1 đây, các bạn enter. Rồi như vậy chúng ta sẽ thực hiện biên dịch bằng cách là nhấn Ctrl chính, và các bạn nhớ khái niệm full text. Rồi các bạn nhấn Ctrl chính, đầu tiên các bạn nhập vô, ví dụ các bạn nhập vô 10 chai, một chai là 2.000 thôi, thì chai nhỏ 2.000 đồng một chai. Như vậy các bạn sẽ có là phí vận chuyển là 2.000 và tổng tiền phải trả là 22.000. Lý do ở đây là chúng ta mua tổng tiền chúng ta đó là ban đầu lấy 10 chai nhân 2.000 là 20.000 đồng, thì nó không có từ 100.000 trở lên mà dưới 100.000, như vậy phải tính thêm cái phí chuyên chở. Như vậy là 20.000 đồng mua hàng cộng với 10% của tiền mua hàng là phí chuyên chở là 10%, tức là 2.000 các bạn ha. Vậy mình có 20.000 cộng với 2.000 là 22.000 phải trả. Tiếp theo các bạn nhấn cột vô trên, các bạn nhập vô, chúng ta mua 10 chai, chai lớn là 50.000 một chai. Như vậy các bạn chỉ cần là hiện ra câu là miễn phí vận chuyển và tổng tiền phải trả là 500.000, nghĩa là chúng ta mua số hàng, cái tiền mua hàng là từ 100.000 lên thì chúng ta được miễn phí, tức là mua nhiều được khuyến mãi, và cái tiền mình ta mua nhiều thì trả bấy nhiêu, không có trả thêm. Như vậy là ở trên màn hình chúng ta đã thực hiện cái yêu cầu của bài đề tài 1. Tuy nhiên như Master Lan Dương đã trình bày, chúng ta phải full test, nghĩa là chúng ta còn một trường hợp nữa các bạn, đó là trường hợp rất là dễ sai, trường hợp nhạy cảm, chính là các bạn nhập vô 10 chai, một chai là 10.000 đồng. Như vậy nếu các bạn lấy 10 nhân với 10.000 ra 100.000 thì 100.000 là từ 100.000 trở lên các bạn ha. Như vậy chúng ta ra là miễn phí vận chuyển và tổng tiền phải trả là đúng 100.000. Lý do là khi chúng ta mua 100.000 ở đây, nghĩa là các bạn đã mua với số lượng khá nhiều rồi, thì nó thỏa điều kiện là từ 100.000 trở lên. Như vậy ở đây các bạn sẽ được miễn phí và chúng ta chỉ cần trả số tiền mua hàng đúng là 100.000 thôi, không trả hơn. Như vậy trong bài này chúng ta có hai tình huống thôi, đó là tình huống là thành tiền từ 100.000 trở lên, tức là bằng hoặc lớn hơn. Trường thứ hai là chúng ta là mua hàng với số tiền là nhỏ hơn 100.000. Vậy chúng ta hai tình huống, vậy chúng ta sẽ có hai cái nhóm đáp số như trên màn hình. Như vậy trên màn hình là toàn văn bài giải của bài đề tài 1. Như vậy các bạn thấy áp dụng cái câu lệnh ghép chúng ta có như sau, là ở đây chúng ta dùng begin end, không có giống phải bởi vì nằm trên chữ else. Và ở đây dưới chữ else chúng ta lại có một cái nhóm lệnh ghép, đó là begin end chấm phẩy nữa. Trong tình huống này thì end ở chỗ này là hết bài, nên chúng ta có dấu chấm phẩy ở vị trí này các bạn ha, vị trí này. Còn ở trên này end là không được chấm phẩy vì nằm trên từ khóa else. Như vậy chúng ta vừa kết hợp rất khéo léo giữa câu lệnh điều kiện if và cái câu lệnh ghép. Và toàn văn bài giải của bài này nằm ở trên hình các bạn ha.
Mời các fan hâm mộ của Bách Tá Đăng Dương đến đề tài số 2 có nội dung: nhập vào số nguyên N, hãy phân tích và in ra hai số nguyên liên tiếp mà tổng của chúng bằng N. Lưu ý khi in ra đó thì in số nhỏ trước, số lớn sau, và hai số này nằm ở hai dòng. Nếu không phân tích được thì in ra là no solution, tức là không có giải pháp. Ví dụ 1, nhập N bằng 11 thì in ra dòng 1 là số thứ nhất là 5, số thứ hai là 6, tức là số nhỏ ở trên, số lớn ở dưới, và cộng lại 5 cộng 6 bằng 11. Còn nếu nhập số 16 thì in ra no solution, tức là không có giải pháp. Thì để làm bài này chúng ta có phân tích như sau. Thông thường các bạn đọc đề xong các bạn nghĩ rằng là A, N bằng A cộng B. Bây giờ chúng ta tìm AB. Bởi vì trong bài này các bạn có N là đề cho rồi, nên các bạn chỉ cần tìm AB thôi, đúng không? N là đề cho rồi thì AB thôi. Tuy nhiên để làm bài này thật dễ dàng thì Bách Tá Đăng Dương sẽ không có khuyến khích các bạn làm theo cái hướng phân tích này, mà chúng ta làm như sau. Các bạn sẽ thực hiện gọi số thứ nhất là A thì số liên tiếp với nó là A cộng 1. Và khi đó chúng ta triển khai ra, chúng ta phá ngoặc ra A cộng 1 ra, chúng ta sẽ có N bằng 2A cộng 1. Như vậy, nhìn vào cái ký hiệu này, các bạn thấy chứng tỏ là N là phải là số lẻ thì mới có phân tích được. Và ở trên màn hình các bạn thấy ví dụ 1, N là 11 lẻ thì mới làm được điều đó. Còn ví dụ 2, N là số chẵn thì không thể phân tích được các bạn ha. Rồi, vì ở đây chúng ta có là gì? Phân tích là hai số nguyên mà phải liên tiếp nhau. Như vậy chúng ta lưu ý cái chi tiết này. Nếu mà các bạn nhập 16 thì chúng ta không thể nào có hai số liên tiếp cộng lại bằng 16 cả. 8 cộng 8 là hai số không liên tiếp các bạn ha. Như vậy là với số chẵn chúng ta không thể làm được. Rồi, tiếp theo ở bài này chúng ta có ba đại lượng, đúng không các bạn? Thứ nhất đó là N, thứ hai đó là cái số thứ nhất, và tiếp theo đó là cái số tiếp theo, vậy là ba đại lượng. Bài này chúng ta có các bạn quan sát Bách Tá Đăng Dương thực hiện khai báo ở trên màn hình ha. Rồi, program chúng ta có là đề tài 2. Các bạn sẽ có biến như sau là N, A và B. Tất cả cái này các bạn sẽ có là login. Và bài này chúng ta có các lời giải là chúng ta sẽ nhập, chúng ta nhập xong chúng ta sẽ dùng cái lệnh if các bạn để chúng ta xét rằng là số N là số chẵn hay lẻ. Nếu mà chẵn thì mới làm được, còn lẻ thì các bạn ra chỉ là no solution. Và bài này sẽ có hai nhóm đáp số. Nhóm 1 chính là cái số A, số B, cả số mà hai số liên tiếp. Và nhóm thứ hai đó là cái chữ no solution. Như vậy các bạn sẽ có là một trong hai nhóm đáp số. Nhắc lại, nhóm thứ nhất đó là đây các bạn. Nhóm thứ nhất là ứng với khi các bạn mà nhập N là số lẻ thì ra cái đây là một nhóm. Đã ra nhóm này thì không ra được chữ no solution. Còn nếu các bạn nhập N 16 thì các bạn sẽ ra được cái nhóm đáp số thứ hai, đó là no solution, tức là sẽ ra một trong hai nhóm đáp số. Và các bạn sẽ quan sát Bách Tá Đăng Dương thực hiện ở trên màn hình. Đầu tiên các bạn sẽ nhập vào số nguyên N. Các bạn dùng lệnh readline để bạn nhập vào N. Sau đó các bạn đặt lệnh if là nếu N mod 2 mà bằng 0, tức là N là số chẵn các bạn ha. Đó, thì các bạn sẽ thực hiện in ra là no solution. Right là no solution, tức là không có giải pháp các bạn ha, không có giải pháp. Còn ngược lại else thì chúng ta sẽ thực hiện các cái công việc mà ở đây chúng ta có nhiều việc nên các bạn phải đặt trong cái cụm từ khóa begin end để tạo cái lệnh ghép. Trong cái lệnh ghép này các bạn thực hiện cái lệnh đầu tiên, đó cũng là một lời giải các bạn ha, chính là A thì bằng cái gì? Là bằng lấy số N các bạn deep cho 2 thôi. 11 deep 2 bằng 5 các bạn ha. Như vậy số A được tìm rồi thì bây giờ các bạn sẽ thực hiện gì? Các bạn thực hiện tìm số B là cái số liên tiếp, là bằng là lấy số A các bạn cộng với 1. Như vậy là ra được số tiếp theo. Bởi vì số thứ nhất là A thì số liên tiếp với nó là A cộng 1, vậy ra B. Vậy chúng ta đã thực hiện được hai lời giải. Và bây giờ chúng ta sẽ in đáp số ứng với cái tình huống này. Các bạn sẽ có hai đáp số ở đây, đó là in số A và số B. Vậy chúng ta dùng hai lệnh write line là các bạn ghi là số thứ nhất là
là nháy A. Tiếp theo các bạn copy xuống cho nhanh. Số thứ hai là B các bạn ha, là B. Để với Thanh Dương gom gọn cái này lại để các bạn dễ nhìn. Bạn thấy vì nếu nhấn tab á thì cái các lệnh mình chúng sẽ bị khuất ở bên tay phải các bạn ha, khó nhìn. Để Bác Đăng Dương dồn lại bên trái cho các bạn coi. Rồi, như vậy là khi thực hiện để dùng chương trình, các bạn thêm lệnh read line chấm phẩy, các bạn lưu lại đề tài 2. Các bạn chạy thử nhấn cầu job chính, các bạn nhập vô số 11, kết quả là số thứ nhất là 5, số thứ hai là 6, tức là số nhỏ trên số lớn ở dưới. Tiếp theo các bạn nhập vô số 12, kết quả là no solution. Như vậy ở đây để làm bài này các bạn sẽ dùng cách phân tích như trên màn hình, tức là bạn lấy số A và số tiếp theo là A cộng 1, sau đó bạn tính thực hiện ra. Tuy nhiên trong tình huống này là Mát Tân Dương muốn nói về câu lệnh ghép cơ, tức là nói về cách các bạn phối hợp câu lệnh ghép bởi từ khóa begin end chấm phẩy với câu lệnh if các bạn ha. Rồi thì trong tình huống này các bạn thắc mắc tại sao chúng ta chỉ có sử dụng câu lệnh ghép begin end chấm phẩy ở dưới L, tại sao ở trên chúng ta không có đặt begin end ở chỗ right no solution? Đơn giản thôi các bạn, bởi vì ở đây chúng ta chỉ có một lệnh thôi nên chúng ta không đặt cái này trong cặp dấu trong cái cặp từ khóa begin end chấm phẩy các bạn ha, vì có một lệnh thôi. Khi nào mà có hai lệnh lên thì bạn đặt vô thì mới nó có tác dụng các bạn ha, còn một lệnh thì không đặt vô. Rồi còn ở đây các bạn phải đặt vào từ khóa begin end, lý do là chúng ta có nhiều lệnh ở đây, có nhiều lệnh nên các bạn phải đặt trong từ khóa begin end. Nhiều tức là các bạn có từ hai lệnh trở lên là phải đặt trong cái từ khóa này rồi. Đó, như vậy là hình thành lên câu lệnh ghép phối hợp với cái lệnh điều kiện if. Như vậy ở trên màn hình là toàn văn bài giải của bài số đề tài 2. Các bạn cùng Mát Tân Dương đến đề tài số 3. Nhập vào số nguyên n, hãy phân tích n và in ra 3 số nguyên liên tiếp mà tổng của chúng bằng n, và in 3 số này á, theo kiểu là số nhỏ trước rồi tăng dần, và 3 số này nằm ở 3 dòng khác nhau. Nếu không phân tích được thì in ra là no solution. Ví dụ n bằng 15 thì in ra là số thứ nhất là 4, số thứ hai là 5, số thứ ba là 6, tức là tăng dần các bạn ha, số nhỏ ở trên, số tiếp theo và số lớn nhất ở cuối cùng. Còn nếu nhập n bằng 16 thì in ra là no solution đó, các bạn ha. Vậy để làm bài này tương tự, các bạn sẽ có thể là nghĩ rằng là tức là n bằng a cộng b cộng c, trong đó n là biết rồi, chúng ta chỉ cần tìm abc thôi. Nếu các bạn làm theo phương án này cũng được, tuy nhiên là hơi khó. Để Mát Tân Dương gợi ý rằng các bạn không nên làm cách này mà các bạn làm như sau. Đầu tiên các bạn gọi ba số liên tiếp là a, a cộng 1 và a cộng 2, trong đó là các bạn lưu ý n biết rồi ha, còn a chưa biết. Rồi tiếp theo các bạn sẽ phá ngoặc ra, các bạn sẽ có là n bằng 3a cộng 3. Tiếp theo các bạn sẽ đặt nhân tử chung, đặt 3 ra ngoài, các bạn sẽ có là n bằng 3 nhân a cộng 1 đóng ngoặc. Như vậy các bạn ha. Thì các bạn nhìn vào cái biểu thức này, các bạn xác định ngay là n là một số chia cho 3 các bạn ha. Vì n bằng 3 nhân, vậy n là số chia cho 3. Như vậy để tìm được 3 số mà cộng lại bằng n thì số này nó phải là số chia cho 3 các bạn ha. Rồi. Tiếp theo, trong bài này chúng ta có các đại lượng như sau là n, a, b, c, tức là 4 đại lượng các bạn ha. Bài này chúng ta sẽ có lời giải là dùng lệnh if kết hợp với câu lệnh ghép, và chúng ta có hai nhóm đáp số. Nhóm thứ nhất đó là chúng ta in ra là 3 cái số cộng lại bằng n, và nhóm thứ hai đó là các bạn in ra chữ no solution, nghĩa là đáp số chỉ có một trong hai thôi, một trong hai cái nhóm đáp số này. Rồi các bạn quan sát nó hiện thị ở trên màn hình. Đầu tiên bài này chúng ta có 4 đại lượng, chúng ta sẽ khai báo là 4 biến là đề tài. Các bạn có đề tài số 3. Chúng ta có các biến như sau các bạn ha, là n phải a phải b phải c. Đó, các bạn sẽ 4 cái biến này các bạn sẽ là kiểu số nguyên, bởi vì chúng ta sẽ dùng deep mode các bạn ha. Tiếp theo chúng ta thực hiện việc lập phần thân chương trình. Đầu tiên các bạn sẽ write, các bạn ghi là nhập số nguyên n hai chấm nháy đóng ngoặc chấm phẩy, rồi các bạn dùng là read line mở ngoặc n. Tiếp theo các bạn đặt if,
Bởi vì biết rằng là gì? N muốn phân tích được thì N phải chia cho 3. Như vậy các bạn ghi là if N mod 3 mà bằng 0 á, thì các bạn phân tích được đúng không? Rồi. Còn ngược lại là L đúng không các bạn? Rồi. Ở chỗ này khi N mod 3 bằng 0 nghĩa là các bạn sẽ phân tích được cái N này thành 3 số, thì chúng ta phải làm những việc như sau. Thứ nhất là phải tính ra là A, B, C là 3 lời giải ở trong cái nhóm này, và các bạn phải có 3 đáp số. Như vậy chúng ta có nhiều lệnh, vậy các bạn phải đặt trong cái từ khóa beginning. Đó là chính là cái chủ đề của cái video này các bạn ha, lệnh ghép. Và bởi vì cái từ khóa n này các bạn nằm trên cái từ khóa l nên không được chấm phẩy các bạn ha, không được chấm phẩy. Rồi. Tiếp theo ở đây, lời giải chúng ta như sau là các bạn ghi là a là các bạn để tính được ba số này, các bạn lưu ý thì các bạn quan sát trong ba con số phải tìm ra, thì các bạn thấy với 15 á, thì con số 5 là chúng ta dễ tìm ra nhất. Tức là 5 thì bằng là 15 chia 3. Vậy các bạn tìm số B trước các bạn ha. Trong đề tài này các bạn tìm số B trước thì mới có lợi hơn. Các bạn ghi là B thì bằng là số N, các bạn deep cho 3. Như vậy đã 5. Muốn tìm số A, tức là số trước B đó các bạn ha, thì chúng ta sẽ có là B trừ 1. Vậy B trừ 1, vậy đó là số 4. Và muốn tìm số thứ ba, số C các bạn ha, thì các bạn sẽ thực hiện là lấy B các bạn cộng với 1, nghĩa là chúng ta sử dụng các cái biến chúng ta khai báo ở đây các bạn ha, để chúng ta lưu trữ các cái đáp số bạn ha, đáp số ở đây là chúng ta sẽ sử dụng các cái biến này để lưu đáp số. Như vậy chúng ta có 3 lời giải, tìm B trước rồi tìm A và tìm C sau. Và bây giờ các bạn sẽ ấn đáp số ra, các bạn dùng 3 lệnh write line. Bởi vì ở đây yêu cầu đề là nằm ở 3 dòng khác nhau. Vậy là write line, các bạn ghi là số thứ nhất là nháy phẩy là số A các bạn ha. Rồi các bạn copy xuống cho nhanh. Control insert, shift insert. Các bạn dùng sao chép cho nhanh. Các bạn ghi là số thứ hai. Các bạn nhớ là khi mà copy xuống sửa là các bạn phải là sửa luôn từ trái sang phải. Vậy ở đây là B. Và số thứ ba là các bạn ghi là đây là C. Như vậy chúng ta đã có 3 đáp số ứng với cái nhóm đáp số này các bạn ha. Rồi, còn ngược lại, khi mà ngược lại L nghĩa là ngược lại của N mũ 3 bằng 0, nghĩa là N 0 chia cho 3 các bạn ha, thì các bạn sẽ thực hiện một lệnh thôi, đó là in ra chữ no solution. Mà một lệnh, đó là lệnh write các bạn, in ra là write, thì chúng ta không có dùng beginning nữa, mà các bạn ghi luôn là ở đây là no solution. Đó, như vậy các bạn đã hiểu được vấn đề là khi nào chúng ta sẽ dùng cái lệnh ghép, khi nào không các bạn ha. Như vậy trong tình huống này các bạn thấy nè, ở phía trên là chúng ta phải dùng câu lệnh ghép, bởi vì ở đây chúng ta có 3 lời giải và 3 đáp số. Bởi vì như thế nên chúng ta phải đặt ở trong hai cái từ khóa begin end và không có chấm phẩy, bởi vì nằm trên L các bạn ha. Như vậy đây là một cái câu lệnh ghép. Rồi, còn ở phía dưới này các bạn không có đặt trong begin end, lý do chỉ có một lệnh thôi nên các bạn không đặt vào bạn ha. Như vậy là các bạn đã hiểu được cách phối hợp giữa câu lệnh điều kiện if và câu lệnh ghép. Nguyên tắc là khi nào mà trong if mà nếu công việc phải làm á, mà nó có từ 2 lệnh trở lên thì các bạn mới đặt trong begin end, còn một lệnh thì không đặt các bạn ha. Rồi, các bạn để dừng chương trình, các bạn thêm lệnh read line chấm phẩy, các bạn F2 lưu lại, các bạn ghi là đề tài 3, các bạn nhấn Control chính, các bạn nhập vô số 15 thì kết quả là 456, nhập vô số 16 thì là không làm được các bạn ha. Ví dụ bạn nhập thử số 3 đi, kết quả là 012 cộng lại 3. Có nhập vô số 4 thì không được, lý do là không có số 3 số nào liên tiếp cộng lại 4 cả ha. Có nhập thử số âm đi coi, các bạn nhập số -5. Kết quả là cũng không có số nào mà thỏa điều kiện như vậy các bạn ha. Rồi. Như vậy trên màn hình là toàn văn bài giải của bài đề tài số 3. Trong đó nhấn mạnh đó là các bạn lưu ý, đó là câu lệnh ghép được phối hợp với câu lệnh if các bạn ha. Rồi. Khi nào có nhiều lệnh trở lên mới đặt trong begin end, còn không thì không đặt. Giống như ở trên màn hình, đây là cái khu vực là else, ở dưới này là chỉ có một công việc thôi, một lệnh thôi thì không đặt trong begin end. Video số 3 đến đây là hết rồi. Hy vọng các bạn đã tiếp thu được cái cách sử dụng câu lệnh ghép và câu lệnh if. Các bạn hãy nhớ nhấn nút like, share, và bạn nào chưa đăng ký hoặc chưa subscribe kênh
thì hãy đăng ký hoặc subscribe kênh để không bỏ lỡ các video tiếp theo của Master Đăng Dương Channel. Xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của Master Đăng Dương Channel. Xin cảm ơn.